thật là tội nghiệp mấy con mèo hoang. Mẹ nó đẻ hoang, cho nên là bây giờ không biết phải xử lý làm sao. Để nó tự nhiên nó chết sao? Mưa ướt sao? Tức là con mèo này nó không có để ý là để ngoài trời này mưa nè. Bây giờ mà mưa vô là nó sẽ bị ướt. Làm sao đây mà con mèo này nó tha đi hồi cái không biết là đi về đâu đây. Nó đi tha không biết chỗ để đâu đây, chỗ này đâu có chỗ nào an toàn đâu. Giờ mà nuôi nó không được, nó nuôi nó còn nhỏ quá. Nó bắt đầu nuôi được.